Xin chào các bạn, trên tay mình đây đang là chiếc Oppo Find N2 Flip. Thì đối với mình á, đây là một chiếc smartphone rất là thời trang với cái màn hình gập rất là ấn tượng như thế này, cũng với lại một cái hệ thống camera rất là xuất sắc. Thì khi một chiếc máy thời trang như này á thì nó vẫn trang bị rất là nhiều những cái giá trị về camera. Thì mình nghĩ rằng là các bạn trẻ hoặc là các bạn nữ sẽ rất là quan tâm về camera của chiếc máy này. Mình có một cái thời gian trải nghiệm đầy đủ camera của Oppo Find N2 Flip, thì trong video này mình sẽ đánh giá và chia sẻ những cảm nhận của mình sau cái trải nghiệm camera đó nhé. Đầu tiên mình sẽ nhắc lại cái thông số kỹ thuật của camera trên Oppo Find N2 Flip nha. Thì camera sau phía bên ngoài chúng ta sẽ bao gồm một camera chính có độ phân giải là 50 megapixel. Camera này cũng có một cái khẩu độ lớn f1.8 nữa. Song song với đó là một cái camera thứ hai có độ phân giải là 8 megapixel. Thì đây là camera góc siêu rộng. Điểm giá trị còn nằm ở camera ở mặt trong khoét lỗ về màn hình. Đây là camera selfie có độ phân giải là 32 megapixel, để mà cho những bức ảnh nó chi tiết nhất, nó tốt nhất. Ok, về thông số là vậy, thì đối với lại một cái chiếc máy gập như là Oppo Find N2 Flip á, thì mình sẽ chia sẻ về cái trải nghiệm chụp ở camera selfie nhiều hơn. Tại vì mình nghĩ rằng những bạn nữ khi mà sử dụng chiếc máy này hoặc là những bạn trẻ, thì chúng ta sẽ có cái thói quen rằng gập chiếc máy và để máy lên bàn và sau đó chúng ta sẽ bấm chụp selfie. Chiếc máy này có thể có những cái chế độ chụp selfie làm đẹp rất là hay. Khi mà chúng ta để máy lên bàn như vậy hoặc là chúng ta để một góc cố định nào đó và chúng ta chụp, thì chỉ cần đưa cái thao tác tay lên là máy sẽ tự động đếm 3 giây và để chụp, hoặc là chúng ta có thể bấm hẹn giờ, nói chung tùy chúng ta. Mình đánh giá cái chất lượng chụp trên camera selfie của chiếc máy này là rất là tốt. Các bạn sử dụng Oppo từ xưa giờ sẽ biết rằng là thuật toán của Oppo xử lý da rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà thường là mình có cái thói quen là mình sẽ kéo không mở cái chế độ làm đẹp của máy lên. Tại vì dù gì một phần mình cũng là nam nữa, mình không thích cái mặt mình nó quá ảo đi. Nhưng mà khi mà mình kéo cái chế độ beauty của máy về không á, thì khi mình chụp ra thì cái nước da của mình nó vẫn rất là hồng hào, rất là trắng hơn là bình thường các bạn nhìn bên ngoài mình. Thì mình nhận thấy rằng là dù gì chúng ta có mở làm đẹp hay không nữa, thì cái camera trước của Oppo Find N2 Flip cũng đã xử lý da chúng ta rất là tốt. Thứ nhất là sẽ bớt thấy mụn hơn, thứ hai là sẽ trắng hơn, sáng hơn. Và cái camera trước của Oppo Find N2 Flip này nó cũng có một cái góc siêu rộng là 0.8x, để mà chúng ta có thể chụp nhóm bạn bè 2 hoặc 3 người vào khung ảnh đều được. Và cái thao tác gập màn hình để mà mở camera selfie chụp như thế này, thì chúng ta vẫn có thể quay video bằng camera trước cho những ai mà có thể quay TikTok này hoặc quay những đoạn video ngắn khá là ấn tượng. Cái phần màn hình ngoài của Oppo Find N2 Flip có kích thước là 3.26 inch, đủ lớn để mà chúng ta có thể mở chụp selfie và xem ngay những cái phần màn hình ngoài này. Ngoài ra nếu mà chúng ta sử dụng cái camera chính bên ngoài để chụp selfie thì nó có khẩu độ lớn thì chụp cũng sẽ đẹp hơn. Đặc biệt rằng là mình khuyên các bạn nên chụp chế độ chân dung khi mà các bạn chụp ở camera mặt ngoài và xem trên màn hình ngoài như thế này, sẽ tiện hơn cho những lúc mà chúng ta không cần phải mở máy, chỉ cần rút đưa ra khỏi túi và cầm chụp selfie luôn. Thì selfie là thế, nhưng mà mình sẽ nói kỹ hơn về cái camera sau trên Oppo Find N2 Flip. Thì mình vẫn sử dụng máy để chụp ảnh từ camera sau như bình thường. Mình đi chụp phong cảnh rất nhiều, mình chụp người cũng khá là nhiều, thì mình hiểu được cái camera của Find N2 Flip hoạt động như thế nào. Thì đối với lại những bức ảnh mà các bạn đang xem trên màn hình ở đây, thì bức ảnh mà mình chụp ban ngày thì Find N2 Flip thể hiện màu sắc khá là tốt và xử lý HDR cũng khá là tốt. Tuy nhiên rằng là khi mà chúng ta chụp ở một cái điều kiện mà nó hơi ngược sáng chút xíu, có độ tương phản cao á, giữa mặt trời và ánh sáng mặt trời so với lại nền trời, nó xử lý nó chưa có đều nhau lắm. Mẹo của mình rằng là các bạn sẽ bấm lấy nét vào mặt trời và các bạn sẽ kéo tăng giảm EV xuống chút xíu thì sẽ có một bức ảnh đẹp hơn. Và mình rất là thích cái chế độ chụp chân dung trên Oppo Find N2 Flip, tại vì rằng là cho dù mình có chụp chân dung vào buổi đêm đi nữa thì cái bức hình của mình nó cũng sẽ ít noi hơn và nó vẫn sẽ sáng, xử lý da rất là đẹp. Và đặc biệt rằng là cái phần tách nền giữa người chủ thể so với lại cái hậu cảnh phía sau cũng rất là tự nhiên. Đặc biệt là những cái phần tóc á, nó cũng sẽ không có bị lem nhem như trước nữa. Thì mình nhận thấy rằng là cái chiếc máy này có can thiệp vào cái thuật toán phần mềm rất nhiều. Song với lại cái con chip Dimensity 9000 Plus trên Oppo Find N2 Flip, thì chiếc máy này vẫn có bộ xử lý NPU là Mari Silicon X, vốn đã từng trang bị trên những chiếc flagship Oppo trước đây hoặc là ngay tận bây giờ. Thì cái bộ NPU này sẽ xử lý thuật toán rất nhiều cho một bức ảnh mà chúng ta chụp. Ví dụ như mà nãy mình nói, một bức ảnh mà chúng ta chụp trong điều kiện mà có tương phản cao hoặc là chúng ta chụp vào ban đêm, thì những cái bức ảnh nó sẽ xử lý noi nó tốt hơn, nó ít bị noi hơn và nó vẫn sẽ đảm bảo sáng chủ thể nhất. Oppo Find N2 Flip cũng có cái chế độ chụp ban đêm, cho nên rằng chúng ta vẫn có thể tận dụng cái chế độ này để chụp những bức ảnh nó hơi thiếu sáng. Nhưng mà mình có thử so sánh về bức ảnh chụp bình thường vào ban đêm luôn và bức ảnh chụp ban đêm nhưng mà ở chế độ chụp đêm, thì mình nhận thấy rằng nó không khác biệt nhiều.
Nó chỉ khác biệt nhỏ ở cái phần nền trời á, khi mà chế độ chụp đêm á nó sẽ hơi sáng cái vùng nền trời đó một chút xíu. Tuy nhiên rằng máy vẫn xử lý noise rất là tốt. Đối với lại những bức ảnh mà mình, các bạn có thể thấy thêm những bức ảnh mà mình chụp lên nền trời nè, mình nhận thấy rằng là nền trời vẫn được tái tạo màu sắc rất tốt, đặc biệt là cái con diều mà các bạn đang xem ở đây. Đối với ảnh chụp đêm thì mình có chụp vài tấm trên cầu Thủ Thiêm 2 thì các bạn có thể thấy rằng là bức ảnh vẫn rất là sáng ở những điều kiện cần. Và cái nền trời á, tuy là nó sẽ từ màu đen nó sẽ hơi xanh hơn chút xíu, tại vì lúc này máy xử lý cái nền trời nó sẽ sáng hơn thì buộc thì màu trời nó sẽ đổi sang màu xanh. Tuy nhiên đối với mình, khi một chiếc máy cần chụp trong điều kiện tối thì mọi cái chi tiết được tái tạo sáng lên như vậy thì chúng ta vẫn sẽ hài lòng. Còn về video á, mình có thử quay 4K hai đoạn video ngắn, một đoạn là vào ban ngày và một đoạn là vào ban đêm. Thì cái đoạn mà các bạn đang xem ở đây là một cái đoạn mà mình quay ở hoàng hôn trên bờ sông Sài Gòn. Thì các bạn thấy rằng là khi mà mình đưa máy ra thì những cái hậu cảnh xung quanh, những cái bối cảnh xung quanh vẫn xử lý rất là tốt, đặc biệt rằng là cân bằng được cái độ tương phản giữa cái ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào camera máy. Tuy nhiên đối với lại cái đoạn quay phim 4K vào ban đêm trên cầu Thủ Thiêm 2 thì mình nhận thấy rằng là khi mà mình đưa máy ra thì cái nền trời lúc này nó sẽ noi rất nhiều và nó sẽ xử lý nó giật. Tuy nhiên rằng mình hiểu rằng lúc này có vẻ như máy can thiệp về phần mềm rất nhiều để mà có thể tái tạo sáng lên những cái vùng tối, cho nên là chúng ta sẽ có cái hiện tượng đó, nhưng mà không sao cả. Cơ bản là một cái video 4K nó vẫn rất là chi tiết và vẫn rất là đủ sáng cho những cái trường hợp mà chúng ta cần. Và đừng quên nữa là Oppo Find N2 Flip có sự hợp tác giữa Oppo và Hasselblad. Thì các bạn biết rằng là Hasselblad là một cái thương hiệu làm camera medium format rất là nổi tiếng. Thì Hasselblad sẽ đóng góp những gì trong Oppo Find N2 Flip? Thứ nhất đó chính là họ sẽ tinh chỉnh cái chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp trên cái chiếc máy này, sẽ có những thuật toán riêng của hãng đưa vào, và cũng như rằng là Hasselblad cũng can thiệp vào cái chế độ chụp X-Band và cái bộ lọc filter màu của máy. Thứ nhất mình sẽ nói về cái chụp Pro, chụp chuyên nghiệp trên Oppo Find N2 Flip thì mình không thử nhiều tại vì mình nghĩ rằng chụp tự động trên máy xử lý rất tốt rồi, nhưng mà đôi khi có những tình huống mà các bạn cần chụp chuyên nghiệp thì chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ những cái tinh chỉnh như là ISO nè, về độ sáng nè, về tốc độ chụp nè, hay là vùng lấy nét. Đặc biệt là chúng ta vẫn có thể tô màu vùng lấy nét mà chúng ta muốn. Và mình có thử chụp ảnh RAW và ảnh RAW Plus á, thì mình nhận thấy rằng khi mà chúng ta chụp ảnh RAW ở chế độ Pro trên Oppo Find N2 Flip thì nó vẫn sẽ chụp ở cảm biến là 12 megapixel chứ không phải là 50 megapixel. Còn chế độ chụp X-Band sẽ phù hợp cho những cái hoàn cảnh chụp mà chúng ta sẽ lấy theo cái khổ ngang. Mình nghĩ rằng theo cái tỷ lệ là 21:9 để mà chúng ta có thể chụp những cái bức ảnh mà nó hơi thiên hướng nó điện ảnh chút xíu, nhìn nó hơi có gì đó nó chiêu chiêu chút xíu, thì chúng ta có thể tận dụng chế độ đó để chụp. Và bộ lọc filter màu của máy thì chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ rất là nhiều, và chúng ta có thể lựa chọn và chọn ngay, nó sẽ hiển thị real time trên màn hình để mà chúng ta có thể lựa filter để mà chụp luôn. À, các bạn đừng quên rằng Oppo Find N2 Flip camera chính của nó có độ phân giải là 50 megapixel lận. Cho nên mình khuyên các bạn khi mà chụp hình trên máy này mở sang chế độ chụp 50 megapixel để mà cho bức ảnh nó chi tiết nhất. Thì mình có chụp một cái bức ảnh để mà so sánh giữa 12 megapixel bình thường và 50 megapixel. Thì cơ bản là giữa hai bức ảnh khi mà nhìn ban đầu thì nó không khác nhau nhiều, màu sắc nó vẫn vậy, thuật toán nó vẫn vậy. Nhưng mà khi zoom lên thì cái độ chi tiết của 50 megapixel rất là nhiều, thì phù hợp cho những bạn nào thích chụp chi tiết và zoom nhiều hơn. Tất nhiên là nó sẽ mất một thời gian để mà loát bức ảnh một chút xíu, cũng như là nó sẽ có nhiều dung lượng hơn, nhưng mà cũng sẽ rất là cần khi mà chúng ta biết rằng chiếc smartphone chúng ta có thể chụp được tới đâu. Thì từ nãy giờ các bạn có thể nghe mình chia sẻ rất là nhiều về camera của Oppo Find N2 Flip, và thật sự rằng là nó có rất là nhiều thứ để nói và để chụp. Chúng ta vừa có một cái camera góc rộng này, vừa có một camera góc siêu rộng, vừa có một cái hệ thống camera selfie rất là tiện lợi, gặp màn hình như thế này và xử lý rất là đẹp, và có sự can thiệp của Mary Silicon X cho bức ảnh chúng ta đẹp hơn, ít noise hơn, cũng như rằng là có hợp tác với Hasselblad để mà đưa ra những cái thuật toán chụp Pro nó chuyên nghiệp hơn. Mình nghĩ rằng đây không chỉ là một cái chiếc máy thời trang đẹp màn hình gập, mà nó còn là một chiếc máy có hệ thống camera để mà chúng ta có thể chụp hình mỗi ngày, và nó rất là thực dụng trong nhiều cái trường hợp khác nhau. Bạn có thể đi chơi chụp hình trên chiếc máy này, bạn có thể là một content creator quay phim để máy dọc, để vừa quay phim vừa nói, up lên những mạng xã hội TikTok hay short reel gì đó, bạn vẫn có thể sử dụng chiếc máy này như là một người chụp ảnh chuyên nghiệp khi mà chúng ta có một cái chế độ Pro nó nhiều tinh chỉnh. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ về camera của Oppo Find N2
2 Flip thì mình hy vọng rằng những bạn nào quan tâm chụp ảnh nhiều trên điện thoại Oppo nói chung hay là Oppo Find N2 Flip nói riêng thì video này sẽ hữu ích cho các bạn. Và mình mong rằng là những bạn nào sắp mua chiếc máy này sẽ có thêm thông tin nhé. Thì các bạn nhớ tham khảo đường link bán hàng của Thế Giới Di Động cho chiếc máy Oppo Find N2 Flip này nhé. Bye bye.